Thưa quý vị, sáng nay 27 tháng 10, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hiệp hội Du lịch và thành phố Vũng Tàu tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện của tuần lễ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 với chủ đề Let's Go Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ của chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023. Tuần lễ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 tại hai địa điểm là Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu và khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc với chuỗi các hoạt động hấp dẫn gồm không gian ẩm thực và bia, hội chợ OCOP, check-in những mô hình, tượng cát, tiểu cảnh đặc trưng của Bà Rịa Vũng Tàu, giải chạy đêm Vũng Tàu Discovery Nirons 2023, lễ hội diều, giải golf giao hữu, trải nghiệm du lượng, thể thao biển và hội thảo phát triển du lịch xanh. Trong đó, một số hoạt động như giải golf giao hữu, hội thảo phát triển du lịch xanh do các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch đồng hành tổ chức. Đêm khai mạc tuần lễ du lịch sẽ diễn ra từ 19h30 phút ngày 17 tháng 11 tại khu vực quảng trường Cột Cờ, Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, DJ nổi tiếng. Thông qua tuần lễ du lịch, Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn giới thiệu đến khách du lịch trong và ngoài nước cảnh quan thiên nhiên, sự đổi mới và phát triển của ngành du lịch của tỉnh. Các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tại hai địa bàn lớn, trọng điểm của tỉnh đó là thành phố Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc. Với các cái nội dung và quy mô phù hợp, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và du khách. Tuần lễ du lịch Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn diễn ra trong mùa du lịch thấp điểm nên được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho ngành du lịch bứt phá trong những tháng cuối năm lẫn tạo đà phát triển cho năm 2024. Dịp này, Sở Du lịch sẽ phát động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch toàn tỉnh triển khai các chương trình kích cầu để thu hút và phục vụ du khách.